phẩm kem này, kem mít này. Và đây nữa, mình sẽ múc viên cái này. Chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm kem mít. Thành phần của nó thì gồm có là 150 mít, 20g đường, một quả trứng gà, 100ml sữa tươi không đường, 100ml whipping silver của Tân Nhất Hương. Đây của Tân Nhất Hương. Và một thành phần nữa là 2g cái bột Multibel. Bây giờ chúng ta sẽ bắt tay vào làm từng công đoạn nhé các bạn nhé. Đầu tiên mít này sẽ xay với 100ml sữa. Mình xay lợn cợn đây. Sau khi chúng ta xay lợn cợn mít, chúng ta sẽ để vào đây. Xay lợn cợn mít với sữa. Tiếp theo mình sẽ đánh trứng, đánh nó nổi lên. Sau khi nó nổi bọt khí này thì mình sẽ cho đường vào, từ từ mình đánh. Tay cho đường và tay đánh, cho từ từ đường vào các bạn nhé. Và mình tăng tốc, tăng số lớn nhất của máy đánh trứng mình đánh. Đánh tới lúc mà nó tan đường rồi thì là thôi nhé các bạn nhé. Mình kết thúc. Cái bột Muti này thì mình cho một xíu nước cho nó nở ra, cho nó hòa tan hoàn toàn trong nước, cho không có bị vón cục khi mà mình cho vào hỗn hợp nhé các bạn nhé. Tiếp tới mình cũng đánh cái kem tươi whipping này nhé. Đánh nó đặc lại các bạn nhé. Đây chúng ta sẽ đánh đặc như thế này các bạn nhé. Mình sẽ đánh đặc như này. Và mình sẽ mang vào trong ngăn mát mình bảo quản, nếu mà mình chưa làm tới. Mình sẽ đánh đặc như này. Tiếp nữa là mình cho cái Muti này vào để mình hấp cái thủy cho nó chảy lên, cho nó tan chảy ra. Sau khi nó tan chảy như ra rồi thì mình cho 100ml sữa tươi vào đây. Nấu thật nóng nó lên. Và chúng ta quấy nữa. Nấu thật nóng lên. Sau khi nó nóng rồi, mình mang ra mình đổ vào cái trứng với đường kia. Đây là trứng với đường mà mình vừa mới đánh xong. Thì mình sẽ cho vào đây. Và mình quấy nó lên. Tay cho tay quấy nhé các bạn. Mình sẽ quấy đều để cho nó hỗn hợp này, nó sẽ hòa tan vào trong trứng luôn, giúp cho trứng nó không có bị tanh khi mà mình đã hoàn thành sản phẩm. Mình có thể cho một xíu tinh dầu vani vào đây. Mình khuấy lên. Đây là cái tinh dầu vani nhé các bạn. Mình sẽ cho mít vào đây này. Cho cái hỗn hợp kem vừa đẩy, cho cái kem tươi vào đây. Mình trộn đều nó lên. Mình sẽ trộn nó lên, trộn thật đều lên. Sau khi mình trộn đều rồi, mình sẽ cho cái trứng vào. Mình sẽ cho trứng vào đây và cũng trộn đều nó lên. Mình trộn đều nó lên nhé này. Mình sẽ đổ vào hộp để cho vào ngăn đông. Khoảng 4 đến 5 giờ đồng hồ. Như vậy là mình đã xong. Đây này mình có đủ que nữa. Chúc các bạn thành công nhé. Nếu không hiểu các bạn hỏi mình.